Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Nhất Nam Dương. Quý vị và các bạn thân mến, quan hệ sau sinh có mùi hôi không những ảnh hưởng đến lượng cuộc vui mà phần nhiều còn khiến cho chị em lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra ở vùng kín? Hãy theo dõi video sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Đầu tiên chính là nguyên nhân quan hệ sau sinh có mùi hôi. Để cụ thể hóa trường hợp này, chúng ta hãy cùng đọc câu chuyện từ chị Thúy Hạnh ở Vân Lâm, Hưng Yên như sau. Chị Hạnh mới sinh con yêu được 3 tuần. Chồng chị là kỹ sư xây dựng công tác tại Sài Gòn. Mỗi năm chỉ về với vợ được 1 đến 2 lần phép. Và lần này được về thăm vợ sau khi sinh. Và chị Hạnh đã không nói rõ không khi chồng muốn gần gũi dù vẫn còn đang trong thời kỳ cấm. Bác sĩ đã khuyên chị nên đợi ít nhất từ 4 đến 5 tuần để vết mổ lành ra. Và hậu quả khi bỏ qua lời khuyên của bác sĩ và quan hệ sau sinh bất chấp là như thế nào? Sau đó chị Hạnh thấy người rất khó chịu, có sốt nhẹ nhưng chỉ tưởng là bị cảm. Mấy ngày sau sốt cao hơn, bụng dưới lâm râm đau, sản dịch ra nhiều và có mùi hôi. Đi khám lúc này thì bác sĩ kết luận chị quan hệ sau sinh có mùi hôi do vết khâu tầng sinh môn có dấu hiệu nhiễm trùng. Vậy ý kiến về vấn đề quan hệ sau sinh có mùi hôi từ bác sĩ chuyên môn là như thế nào? Theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung, trưởng phòng khám sản phụ khoa, Trung tâm Y tế Thái Hà, Hà Nội thì cho rằng có khá nhiều trường hợp y như chị Hạnh. Các thai phụ vì nóng lòng, hâm nóng tình cảm với chồng mà bỏ qua lời dặn dò của bác sĩ dẫn đến tình trạng quan hệ sau sinh có mùi hôi và các dấu hiệu bất thường. Yêu quá sớm sau khi vượt cạn có thể dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn do sản dịch vẫn còn, cổ tử cung vẫn mở. Ngoài ra dưới đây là những hậu quả khác sản phụ có thể gặp phải nếu quan hệ quá sớm. Nếu phải cắt tầng sinh môn khi sinh thường và quan hệ trong thời gian vết khâu chưa lành hẳn có thể dễ bị nhiễm khuẩn, tai biến khi quan hệ tình dục. Ngay cả với trường hợp sinh mổ, cơ quan sinh dục dưới không bị tổn thương nhưng nếu quan hệ sớm, sự vận động cơ thể khi hành sự có thể gây đứt chỉ, bục vết khâu. Dễ dàng mắc các bệnh tình dục vì cơ thể còn yếu và dễ tổn thương, là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Mệt mỏi và căng thẳng tâm lý, dễ mang thai lần nữa ngoài ý muốn. Quan hệ sau sinh có mùi hôi, vậy chuyện gì đang xảy ra ở khu vực vùng kín? Vậy sau sinh bao lâu thì có thể quan hệ tình dục? Mặc dù không có một con số nào cụ thể và áp dụng cho tất cả các trường hợp vì có một số yếu tố cần xem xét, nhưng tốt nhất chị em nên hỏi và tuân thủ theo lời bác sĩ. Thông thường các bác sĩ thường khuyên chị em và anh xã nên không quan hệ tình dục tầm 6 đến 8 tuần sau khi sinh. Con số này có thể thay đổi khác nhau tùy vào cơ địa của từng người. Nếu bạn sinh thường, âm đạo cần thời gian ít nhất 2 tuần để lành và lâu hơn nếu có vết sạch tầng sinh môn. Và nếu chơi lớn trước 4 tuần thì có thể khiến quan hệ sau sinh có mùi hôi và nhiễm trùng âm đạo. Với trường hợp sinh mổ cũng tương tự, vết mổ cần thời gian để lành và sức khỏe mẹ cũng thế. Tuy nhiên nếu muốn gần gũi chồng sớm hơn cột mốc 4 đến 6 tuần thì hãy hỏi ý kiến của bác sĩ. Bác sĩ sẽ cần phải kiểm tra để đảm bảo an toàn nhất cho mẹ bỉm sữa. Vậy chăm sóc và giảm khó chịu vùng kín sau sinh như thế nào? Làm mát khu vực vùng kín bằng nước đá là giảm đau trong thời gian ngắn. Lưu ý là tuyệt đối không chườm đá trực tiếp lên da. Hãy đặt đá trong một chiếc khăn dày, làm sạch vùng kín bằng cách dùng nước ấm lên vùng âm đạo, sử dụng thuốc giảm đau khi cần thiết với chỉ định của bác sĩ. Ngồi lên trên một tấm đệm mềm để giảm áp lực lên mông. Thực hiện các bài tập tăng cường xương chậu như kegel. Vượt cạn là một hành trình sinh tử với nhiều thay đổi lớn đến với cơ thể của người phụ nữ. Vì thế đừng dục tốc trong phút chốc và để lại hậu quả đáng tiếc cho mẹ và con. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay tôi xin chia sẻ thêm cho quý vị một sản phẩm cực kỳ an toàn. Đó chính là sản phẩm Nhất Nam Dương với 100% thảo dược thiên nhiên cùng những công dụng tuyệt vời. Nhất Nam Dương được xem là khắc tinh của sinh lý yếu xuất tinh sớm. Sản phẩm được bán với giá dao động khoảng 750.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Nhất Nam Dương là sản phẩm được chọn nằm trong top các loại thuốc kéo dài thời gian quan hệ tốt nhất hiện nay do người tiêu dùng bình chọn. Sản phẩm được nghiên cứu phát triển dựa trên tiêu chuẩn nguồn gốc dược liệu thiên nhiên để mang đến sự an toàn lành tính cho người dùng. Với sự kết hoàn hảo giữa các thảo dược dâm dương hoắc, bạch tật lê, lộc nhung, ngài tầm đực, nhục thông dung, sản phẩm chỉ hỗ trợ tốt cho sức khỏe sinh lý nam giới, tăng cường sinh lý phái mạnh mà còn đảm bảo nguồn gốc 100% tự nhiên để ngăn ngừa các biến chứng và tác dụng phụ. Vậy nguồn gốc của Nhất Nam Dương là gì? Sản phẩm được nghiên cứu phát triển dựa trên bài thuốc đông y gia truyền của dòng họ Nguyễn theo công thức Quân Thần Tá Sứ do lương y Trần Thị Lý phát triển thành thành phẩm. Tất cả thành phẩm tạo nên sản phẩm đều là 100% nguồn gốc thiên nhiên, không gây biến chứng hay tác dụng phụ khi dùng. Vậy công dụng của Nhất Nam Dương là như thế nào? Với chiết xuất thành phần thảo dược thiên nhiên tốt cho sinh lý, sản phẩm không chỉ hỗ trợ tốt cho sức khỏe sinh lý nam giới mà còn giúp cho sản sinh nội tiết tố testosterone để cân bằng sinh lý mạnh mẽ và cụ thể như sau. Hỗ trợ điều trị các vấn đề sinh lý nam giới,
hỗ trợ cải thiện sức khỏe nhằm nâng cao chức năng ham muốn tình dục, giúp bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, bổ thận tráng dương, hỗ trợ làm chậm quá trình xuất tinh sớm, nâng cao số lượng chất lượng tinh trùng, cải thiện sức khỏe, giảm nhanh tình trạng tiểu đêm di tình mộng tình, cải thiện và giảm nhanh tình trạng đau lưng mỏi gối, làm chậm quá trình mãn dục sớm, giúp nam giới lấy lại sự hưng phấn ham muốn trong quan hệ tình dục. Theo hướng dẫn ghi trên bao bì thì mỗi ngày bạn cần uống 2 lần, mỗi lần một viên vào buổi trưa và buổi tối sau khi ăn khoảng 30 phút để đạt hiệu quả tốt nhất. Các bạn có thể mua sản phẩm Nhân Nam Dương có hotline hoặc Zalo số 034 404 5117 để tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như tình trạng bệnh lý của từng người. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Nhân Nam Dương và chuông thông báo ở phía bên phải màn hình để có thể theo dõi được các video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.